Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Tài nguyên tổ chức về lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 44 năm 2014 quy định về giá đất. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa. Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung mà các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác định giá đất, quản lý đất đai, trong đó phân tích hai điều khoản về các phương pháp xác định giá đất gồm 4 phương pháp so sánh thu nhập thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất và quy định chuyển tiếp. Thực tế do chưa có quy định về áp dụng phương pháp định giá đất nên mỗi địa phương áp dụng khác nhau dẫn đến sự tùy tiện gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại các địa phương. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến các vấn đề như quá trình bàn giao đất theo tiến độ, trong khi luật chưa quy định cụ thể, áp dụng chính sách khuyến khích thu hút đầu tư đánh giá đất, trách nhiệm của đơn vị tư vấn cung cấp thông tin, thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, xác định giá đất theo phương pháp thặng dư. Trong tuần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tổng hợp những nội dung góp ý nhằm giải quyết được những tồn tại khó khăn trong công tác quản lý đất đai, định giá đất để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2023-2025. Qua đó góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện hóa nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giai đoạn năm 2023-2025, toàn tỉnh Khánh Hòa có 34 dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định có 23 dự án thuộc nhóm ưu tiên. Tuy đây đều là những dự án có số vốn đầu tư lớn, song Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra mốc thời gian hoàn thành rất ngắn. Đặc biệt, có đến 7 dự án phải hoàn thành vào năm 2025 như dự án xây dựng cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 26B, dự án xây dựng trụ sở làm việc tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhằm đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất giai đoạn năm 2023-2025 để bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025. Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong khẩn trương thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ứng trước kinh phí cho nhà nước để thực hiện đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong khu kinh tế Vân Phong giai đoạn năm 2022-2027. Thưa quý vị, ngay từ đầu năm, ngành thuế tỉnh Khánh Hòa đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, nợ thuế vẫn còn cao, ngành thuế đang gặp nhiều khó khăn trong thu hồi nợ thuế. Tính đến ngày 30 tháng 9, tổng số nợ thuế là 1.310 tỷ đồng, tăng 3,5% so với thời điểm cuối năm 2022 và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tỷ lệ tổng số nợ trên tổng số dự toán thu của năm 2023 là 9,6%, cao hơn 1,6% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, chủ yếu nợ thuế tập trung ở các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống, công nghiệp khai khoáng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, v.v. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục, phòng chuyên môn đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, tổ chức nắm bắt nguyên nhân các trường hợp nợ thuế có khó khăn vướng mắc để phối hợp với các ngành liên quan xử lý kịp thời, làm cơ sở đôn đốc thu hồi nợ thuế. Đối với các doanh nghiệp nợ các khoản thu liên quan đến đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Cục Thuế tỉnh đã báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thu hồi đất, giấy phép khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn. Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài. Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 này ước đạt 169.500 tỷ đồng, tăng tới gần 70.000 tỷ đồng so với tháng 9 trước đó. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng năm 2023 ước giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó tổng chi ngân sách nhà nước tăng 11,4%. Đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
Sau khi đột ngột sụt giảm trong tháng 9 sang đến tháng 10, xuất khẩu đã lấy lại được nhịp tăng trưởng. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong nước tiếp tục cao hơn của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt trên 61 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 4% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 557 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương vừa tiếp tục có báo cáo lên Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo. Theo Bộ Công Thương, khảo sát 95 dự án năng lượng tái tạo vào tháng 5 năm 2022 của đơn vị tư vấn cho thấy có 24 trên 95 dự án muốn mua bán điện sạch không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Có 17 dự án phát điện từ năng lượng tái tạo đang cân nhắc về điều kiện tham gia cơ chế này cũng như khả năng tìm, ký hợp đồng với khách hàng. Hội thảo với chủ đề gia tăng giá trị bền vững cho các sản phẩm nghề cá và nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu xuất khẩu vừa được Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển phối hợp với Trung tâm xuất sắc của khu vực tại Trường Đại học Nha Trang tổ chức vào sáng nay tại Nha Trang. Tham dự hội thảo là các đại biểu đang làm việc trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, kiểm định, xuất khẩu thủy sản tại Cộng hòa Angola. Diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến 3 tháng 11, hội thảo gồm hai phần: tập huấn kỹ thuật và tham quan thực địa. Phần kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin tổng quan về thương mại thủy sản bền vững và các khả năng gia tăng giá trị cũng như khai thác bền vững nghề đánh bắt thủy sản theo định hướng chính sách. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận kỹ thuật chuyên sâu về khai thác tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản, cái yếu tố quan trọng nhất để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Tiếp đó, các đại biểu sẽ được thăm các trang trại nuôi cá biển và trong biển cũng như các trại sản xuất giống cá biển có vây, trang trại lươn và nhà máy sản xuất thức ăn và bột cá. Hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho những người đang làm việc trong lĩnh vực thủy sản tại Angola. Đây cũng là dịp để trao đổi các phương pháp trong khai thác bền vững, nghề đánh bắt và giải quyết các thách thức của hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trên biển, phương tiện khai thác bền vững tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản thông qua các kỹ thuật chuyên dụng, xác định các phương pháp và công cụ để cải thiện hiệu quả chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang đã khai mạc lớp huấn luyện lực lượng dân quân biển năm 2023 vào sáng nay cho hơn 140 dân quân của các xã phường có biển trên địa bàn thành phố. Lớp huấn luyện diễn ra trong thời gian 12 ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11. Các học viên sẽ được quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Việt Nam năm 1992 và Luật Biển Việt Nam, tuyên bố ứng xử của Biển Đông, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Việt Nam và địa phương. Nhiệm vụ dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Ngoài giáo dục chính trị, lực lượng dân quân biển còn tham gia huấn luyện quân sự chung, cập nhật phương án tuần tra, kiểm soát trên biển, tuần tra trên đảo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Diên Khánh là một trong những địa phương triển khai tốt việc xây dựng mô hình tự quản tại các khu dân cư. Mục tiêu của mô hình này nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục đích, huyện Diên Khánh đã triển khai xây dựng đa dạng các mô hình tự quản phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của từng địa phương. Nổi bật trong số đó là các mô hình liên kết sản xuất, mô hình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, tuyến đường cờ tổ quốc, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, mô hình tổ liên kết sản xuất nấm, rau củ quả tại thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên được thành lập nhằm tạo điều kiện cho các nông hộ thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cải thiện dần thu nhập từ việc làm nông nghiệp. Đây thì ở trong địa phương chúng tôi là cũng rất nhiều hộ sản xuất nấm, rau củ quả, nhưng mà tôi thấy làm như thế thì bị nó manh mún, nó nhỏ lẻ quá, mà nó có dẫn tới nhiều cái mà thiệt thòi cho người dân. Sau đó bản thân tôi đứng lên vận động được 17 hộ thành lập một cái tổ gọi là tổ liên kết. Cái thứ nhất là để trao đổi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật với nhau, thứ hai là để vận dụng cái rơm củ nấm là làm cái phân nó phục vụ cho rau củ quả, bớt đi cái tiền đầu tư phân hóa học vào cái khâu sản xuất. Cái thứ hai là mình thống nhất lại để tìm một cái mối tiêu thụ, để tránh đi tình trạng mà bị tiêu thương người ta ép giá. Mục đích của chúng tôi là thế. Trong thời gian tới thì cái tổ nấm rau củ quả của thôn Xuân Phú 2 thì Ủy ban Mặt trận với Ban công tác Mặt trận của ngày tiếp tục phát triển
tiến tới thì chúng tôi tiếp tục đầu tư tiếp và phát triển các diện theo diện tích mới, và sẽ có cái tiếp tục và cái đầu tư và cái hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con, và đầu tư các cái giống mới cho bà con để bà con làm sao mà kinh tế mà nó đảm bảo hơn và có phát triển hơn trong thời gian vừa qua. Trong năm 2023, toàn huyện Diên Khánh có 47 mô hình tự quản ở khu dân cư mới được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện công nhận. Cùng với đó là việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 65 mô hình tự quản đã được công nhận trong năm 2022. Các mô hình tự quản ở khu dân cư đã tập hợp được đông đảo người dân tham gia, qua đó đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của bà con, đồng thời đã có phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tiếp theo, thì Ủy ban Mặt trận huyện sẽ tiếp tục phát động cái phong trào thi đua trong hệ thống mặt trận các cấp để rồi là thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cái mô hình tự quản ở khu dân cư, để rồi là chào mừng đại hội đại biểu mặt trận các cấp và tiến tới chào mừng đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029. Thực tế hoạt động cho thấy những mô hình tự quản ở khu dân cư trên địa bàn huyện Diên Khánh đã phát huy được tính hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Diên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023 và phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025. Theo số liệu mới được Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố, hiện Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong những năm gần đây, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tăng lên đáng kể. Năm 2019, cả nước đưa được gần 153.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm còn 78.000 và 45.000 người lần lượt qua các năm. Đến năm 2022, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng trở lại, với tổng số 143.000 người. Trong 9 tháng của năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 111.500 lao động. Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thu nhập tốt, không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Liên hoan khiêu vũ thanh niên quốc tế và giao lưu văn hóa thanh niên Việt Nam Lào Campuchia năm 2023 đã diễn ra vào tối qua tại nhà thi đấu Trường Sĩ quan Thông tin. Chương trình do Thành đoàn Nha Trang phối hợp với Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân và Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức. Tham dự liên hoan có hơn 200 đoàn viên thanh niên thành phố Nha Trang, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội, học viên quân sự Lào Campuchia đang theo học trên địa bàn tỉnh. Liên hoan đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động như thi khiêu vũ, đồng diễn dân vũ quốc tế, giao lưu văn hóa ẩm thực và tham gia điệu múa sạp truyền thống của đồng bào vùng Tây Bắc Việt Nam. Liên hoan là dịp để thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ, biết quý trọng tình đoàn kết, phát huy truyền thống hữu nghị vốn có lâu đời, cùng nhau giữ gìn hòa bình, tăng cường hợp tác xây dựng tương lai. Kết thúc liên hoan, ba tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba cho các cặp đôi khiêu vũ xuất sắc. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo, trong ngày và đêm nay 30 tháng 10, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trên đất liền trong ngày hôm nay như sau. Khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 19 cho đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, có mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 29 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 28 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây,
có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.